Ngai thờ đẹp bằng đồng vàng cổ kính cao cấp tinh xảo là đồ thờ ý nghĩa được ưa chuộng luôn tôn vinh bài vị của gia tiên. Các bạn có thể thấy ngai thờ sở hữu dáng đứng bệ vệ. Điều này được hình thành từ thiết kế bậc tam cấp. Ở đây, mỗi bậc đều sở hữu một phong cách riêng. Bậc dưới cùng có mặt hổ phù oai linh, toát lên khí thế của chúa Sơn Lâm. Bậc ở giữa là hoa văn cách điệu và trên cùng là hình song long chầu nguyệt. Ở mặt cạnh thì hình rồng được thay thế bằng cánh chim phượng hoàng. Lưng ngai cong về phía sau. Đây là một đặc trưng điển hình của vật phẩm thờ cúng này. Ngoài ra, nó được phân chia thành 3 ô. Trong đó, ô vuông ở giữa trang trí hình hoa. Hai ô chữ nhật có chữ thọ triện cách điệu. Trên đỉnh của nó là mặt nguyệt. Từ mặt nguyệt vươn sang hai bên rồi hướng về phía trước chính là đôi rồng uốn lượn, miệng ngậm ngọc. Bộ phận này được gọi là tay ngai. Dưới mỗi tay ngai là 3 cột trụ. Chúng có hình rồng trầu vào trong và những đường gờ nổi tiếp nối. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.